Kênh Huyền Minh Vlog nha mọi người nha. Hôm nay mình sẽ nấu canh cua cho em bé nha. Đấy, cho ăn không? Không ăn á? Không. Thế hai bộ nhiều. Hả? Sao nhiều quá? Chưa. Tí cho cái bát này vào sốt nhỉ? Cho vào cái chuối. Cho nóng. Ai anh quay một máy thế này. Em quay một cái thôi. Của em ạ. Cái người nước chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ mới giờ. Cho nghỉ thế. Rồi ăn. Này nấu muối kem ăn nhỉ? Thường nhà ăn. Thật thì nước mà. Đầu thì nó khác nổi như ấy rêu lên này không có bạn được mà nấu cho kem nước vào mát đã nấu thêm chín nước vào được chưa. Cứ chờ đến tuần con nhé. Chờ có những cái khác nữa này. Còn làm nhé. Để cái con này nhé.
Mua sống nhỉ? Nhiều thế. Nó cao mà để như này cho bạn đây. Luôn này. Hey. Bé tí rồi mà chấn thương liên tại đây. Hôm qua thấy cọc nằm trên nhà tầng, trên tầng này nữa. Không ngại gì à? Đúng quá. Đúng quá cặp đâu, khi vào ấy thôi. Khi vào trong chiếu. Như cân đường sữa. Mày là cái xích ở bụng cột nhà thì mày ra mày không ngã. Cho tay ở đâu coi? Bác nói. Quá là bình thường luôn đúng không? Cơm nhá, bàn cơm nhá. Facebook này, xem bao nhiêu bát này, mình sẽ đổ ra bát cho các bạn nha.